Hello anh em buổi sáng nha. Mùa này ế quá anh em ơi. Có không anh mình về chơi, anh chưa năng Huy về chơi mà đâu có tiền đâu. Sáng nay dẫn đi ăn sáng, uống cà phê, bắt anh trả tiền luôn. Chứ bán ế quá mà. Chứ khoảng 4-5 tháng trước bán đắt anh em. Mấy này ế lắm. Mấy nay gặp nghị định 15 tháng 9 đó, anh chị ha. Làm xe nhức đầu lắm anh em. Toàn là mua lợi hơn một ngày mua là 3-4 xe mà không có xe nào bán ra chứ. Đó, hôm nay ảnh xuống tới vậy nè, đâu có tiền dẫn đi nhậu đâu, uống trà đá, uống trà đá mới uống trà đá anh, uống nào không? Uống nữa nè, uống nữa cho coi nè, mới uống trà đá. Bán xe giờ khổ quá, bán xe giờ khổ quá anh em, uống không trà có đá. Cho bia nhậu luôn, bây giờ là uống trà đá vậy nè, uống trà đá luôn anh em ơi, khổ. Bán xe ấy, mấy hôm nay là không bán đi chỗ nào luôn, uống không được, em uống. Bữa nay xác định là anh Huy về chơi là uống trà đá thôi. Ok nha, anh em nào xem được con xe này liên hệ nha. Đó, anh Huy nói là chiếc này là kỷ niệm ngày xưa anh đi nè. Mà chiếc này thì không giống chiếc biển số ngày xưa của ảnh. Để cho mình là anh kêu mình bán xe này 230 là hơi rẻ. Ngày xưa lúc mà năm rồi anh bán xe giống vậy là anh bán được tới gần 300 hơn anh chị ha. Mà mình mua rẻ để rẻ thôi, 230 nha anh chị nha. Đó, anh chưa là thích cái S kép hai cầu này ha. 209 liên hệ em nha.